Hello anh em. Hello anh em nha. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Rồi nhá. Đây em có vẫn sống rất là khỏe các bác nhá. Ngày thứ 3 rồi. Thì ngày thứ 3 rồi thì chim hành có những cái hiện tượng như sao? Nó có những hiện tượng như là cái chân của nó các bác này. Cái chân của nó bị khô này. Có thấy không? Nó bị khô. Nó bị khô thế này á. Đây này, nó bị khô này. Đấy, nó bị lóc cái vỏ chân đó. Cái hiện tượng này là cái hiện tượng rất là dễ gặp các bác nhá. Gặp rất là nhiều. Anh em nuôi quốc, nếu như mà anh em nuôi quốc quen rồi thì không nói các bác nhá. Còn mới nuôi quốc á thì bắt buộc phải chuồng nuôi phải có một cái đường nước cho nó để cho nó đi vào nước ấy, gọi là một cái tháo ấy để nó bước vào và nó gọi là tại vì quốc nó bình thường nó sống ở nước các bác nhá, chuyến sống ở nước cho nên cái chân của nó đó là phải có nước ngâm ướt các bác nhá, để cho mà cái chuồng mà không có nước ấy thì chắc chắn là hàng sẽ bị cái chân nó sẽ bị lở như thế này, lở gió như thế này đấy các bác nhá. Thì hiện tại ngày thứ 3 rồi thì các bác thấy này, đấy đó mổ rồi chưa, đấy này. Đấy, vẫn nó khỏe chẳng các bác nhá. Nó khỏe chán. Đó, mù đấy. Này, mù này. Đấy. Đó, 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 nó khỏe chán các bác này. Thấy không? Khỏe chán. Đó. Đó. Thì em sẽ bẻ tán này. Cho ăn thịt các bác nhá. Đó. Ăn rất là ngon. À. Anh có ăn 7 viên. Dạ nó cho ăn khoảng 10 viên. Đó. Đó nha. Con nó mở chín cho anh lên nhà nhỏ. Đó, có nó thuần chim chứ con khoảng tối nay hoặc là mai là mình mở cho nó đi rồi. Đó. Đó, ăn rất là ngon các bạn nha. Này, xuống dây này đó. Nó thấy cái đường xuống dây của nó luôn. Các bạn này. Đấy. Đó, xuống dây. Đó. Cái núi đến ngày thứ 3 này là các bạn lưu ý nhá. Lưu ý là cái chân của nó là nó sẽ bị lở. Lở chân. Còn là tại vì cái chân của nó không có nước ấy. Thì bắt buộc hồi mình bỏ chuông, bắt buộc mình phải có một cái để cho nó ở trong các bạn nha. Đó. Thì các bạn nha. Đấy. Ok. Đấy, đã xong rồi ngày thứ 3 các bạn nha. Đấy, ngày thứ 3 thì em vẫn vẫn còn sống nhanh đang. Và rất là khỏe các bạn nha. Đó. Đấy, thì video của em ngày thứ 3 này đây là kết thúc. Thì nếu như anh em nào mà có cái ý tưởng nào mà để thuần được cái quốc tốt hơn này, anh em nhớ comment để em được biết và có thể là lần sau sẽ làm những video cho anh em tốt hơn các bạn nha. Vâng, video đây thì kết thúc. Anh em, kết thúc nha. Chào anh em.
con nha. Một con rồi bác nha. Bình thường. Một con rồi bác nha. Quá đẹp. Đấy, con này chắc về chắc là lột giá rồi, con này to lắm. Lột giá đây mình ở các bác nha. Mình làm mồi các bác nha. Hoặc là nuôi cũng được. Rồi, về các bác nha. Bye rồi. Yeah.